Đây là đài truyền thanh truyền hình Lâm Thao. Đây là đài truyền thanh truyền hình Lâm Thao. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thông tin và âm nhạc của đài truyền thanh truyền hình Lâm Thao. Chương trình được lên sóng từ lúc 16 giờ 30 phút đến 17 giờ và phát lại vào lúc 5 giờ 30 phút đến 6 giờ sáng hôm sau trên sóng phát thanh FM, tần số 98,2 MHz. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sau phần tin, nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, ngày 22 tháng 12 năm 2021, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn bài viết Bản cương lĩnh thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Phần cuối chương trình là chuyên mục văn bản chính sách mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 12, tại huyện Lâm Thao, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khu vực huyện Lâm Thao gồm các ông bà Đinh Công Thực, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, trưởng Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Xuân Tường, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, bà Nguyễn Thanh Tâm, tỉnh ủy viên, trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khu vực huyện Lâm Thao. Đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại điểm cầu xã Sơn Vi và thị trấn Hùng Sơn, cũng trong ngày 21 tháng 12, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lâm Thao đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo tới các cử tri về kết quả của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, phổ biến nội dung chủ yếu các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp. Các cử tri bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp của kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, cũng như kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, đồng thời tin tưởng những quyết sách được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm đi vào cuộc sống, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh. Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Sơn Vi có ý kiến kiến nghị về việc thực hiện xét chế độ cấp đất cho người nghèo, người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, bổ sung kinh phí cho hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư, bổ sung biên chế đối với đội ngũ giáo viên mầm non và xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tình trạng đổ phế thải bừa bãi trên địa bàn xã. Cử tri xã Tứ Xã kiến nghị cần giám sát chặt chẽ việc thực hiện thi công đường giao thông 324B trên địa bàn xã, thực hiện tốt chính sách đối với thương binh bệnh binh, giải quyết dứt điểm công tác đền bù cho người dân khi thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cử tri thị trấn Hùng Sơn cũng kiến nghị cần sớm ban hành quy hoạch đô thị của thị trấn, sớm thực hiện quy hoạch bãi rác thải tập trung, quy hoạch, quản lý đất nghĩa trang và thực hiện tu sửa các tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp trên địa bàn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Xuân Tường, Tỉnh ủy viên Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, ghi nhận và cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri và yêu cầu các cơ quan liên quan huyện Lâm Thao tập trung giả soát, xác minh, giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị mà cử tri quan tâm. Những ý kiến đề xuất không thuộc thẩm quyền sẽ được các đại biểu tổng hợp để chuyển đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và cơ quan chức năng tiếp tục xem xét giải quyết trong thời gian tới. Tại điểm tiếp xúc xã Phùng Nguyên, ông Nguyễn Kim Tứ, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thuộc Tổ bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Phùng Nguyên sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông báo nội dung chương trình và các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa 19, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, cử tri xã Phùng Nguyên cơ bản nhất trí và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2021 và những mục tiêu giải pháp thực hiện trong năm 2022. Cử tri xã Phụ Nguyên đề nghị các cấp các ngành cần có giải pháp đầu tư nâng cấp tuyến đường kênh tưới từ đoạn trạm y tế xã Sơn Dương cũ đi quốc lộ 32C do bị hư hỏng nặng ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân. Các địa phương nên dành kinh phí để hỗ trợ cho việc thu gom rác thải sinh hoạt, tuyến kênh tiêu nước T3 đoạn đi qua địa bàn xã Kinh Kệ cũ bị ách tắc ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân, cần có biện pháp nạo vét xử lý, khơi thông dòng chảy. Việc cấp phép cho đơn vị nạo vét lòng sông cần được quản lý chặt chẽ tránh làm thay đổi dòng chảy. Đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã trả lời những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp những ý kiến kiến nghị mà cử tri quan tâm đến các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Tại điểm tiếp xúc xã Vĩnh Lại, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc với cử tri xã Bản Nguyên và xã Vĩnh Lại. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện báo cáo kết quả nội dung kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, Cử tri hai xã đã bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện đã đạt được trong năm 2021. Đồng tình với những phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đánh giá cao tinh thần làm việc của kỳ họp hội đồng nhân dân huyện đã quan tâm, xem xét, giải quyết nhiều vấn đề cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, cử tri xã Bản Nguyên mong muốn huyện Lâm Thao tạo điều kiện giúp đỡ xã Bản Nguyên xây dựng hai cây cầu đi từ khu 3 qua trường Tiểu học Bản Nguyên 1 và khu di tích Đình Làng đi khu 5 để nhân dân địa phương đi lại được thuận lợi. Tại điểm tiếp xúc xã Xuân Huy, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thuộc Tổ 7 đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Xuân Huy và Tiên Kiên. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã thông báo tới cử tri chương trình nội dung kết quả của kỳ học thứ 3 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19 Cử tri hai xã Sơn Huy và Tiên Kiên đã bày tỏ sự phấn khởi nhất trí cao với những nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã trình bày. Đồng thời cử tri xã Xuân Huy cũng nêu ý kiến thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng kinh mương nội đồng và giao thông nông thôn, kiến nghị đề xuất các cấp các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm giải quyết. Tại điểm tiếp xúc xã Thạch Sơn, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Thạch Sơn và thị trấn Lâm Thao. Cử tri xã Thạch Sơn và thị trấn Lâm Thao đã đồng tình nhất trí với những nội dung mà đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã trình bày. Các cử tri bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp của kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19, cũng như những kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện trong năm qua. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, đồng thời tin tưởng những quyết sách được thông qua tại kỳ họp sẽ sớm đi vào cuộc sống, để từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Bioca thực phẩm bổ dưỡng, Bioca công nghệ Hàn Quốc, Bioca quà tặng sang trọng, Bioca vì sức khỏe Việt. Bioca cho sức khỏe, nhiều yêu thương. Bioca giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn. Bioca vì sức khỏe Việt. Bioca, Bioca, Bioca. Bioca được sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại, tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất đến thiết kế sản phẩm. Các sản phẩm được sản xuất từ sâm, nấm và dược liệu quý. Bioca, Bioca. Truy cập website bioka.com.vn hoặc liên hệ hotline 0986 849 066 để được tư vấn đặt hàng các sản phẩm Bioka. Tham khảo sản phẩm Bioka tại các hệ thống Aeomol, Vinmark, BRG Mark, Lan Guardian, Medicare và hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc. Bioka.com.vn hoặc liên hệ hotline 0986 849 066 để được tư vấn đặt hàng các sản phẩm Bioka. Tham khảo sản phẩm Bioka tại các hệ thống trên toàn quốc. Chương trình thông tin và âm nhạc của Đài Truyền thanh Truyền hình Lâm Thao hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline: 0989612668. Truy cập website: vkvkvk.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.